Rồi, hay, thân chào cả nhà ơi. Thân chào các bạn à. Tiếp video đó, hôm nay nữa thì mình chia sẻ cử xịt ngừa sâu bệnh cho mít nha các bạn. Thì hiện tại giai đoạn cái vườn mít của mình á, là nó đang trái chuyền ha. Đó thì mình xịt đủ cỡ trái. Và hiện tại mình cũng đang kích ra bông nhỏ nha các bạn. Nói chung là nó chưa có đều, nhưng mà mình xịt ngừa này là vừa bông nhỏ vừa trái lớn luôn nha. Đó thì tại có phần bông trái nhỏ thì mình sẽ xài cái dòng thuốc sâu mát ha. Rồi trước tiên thì mình nói về cái dòng thuốc bệnh các bạn, thì mình xài Rimin. Rimin thì ai cũng xài nhiều rồi ha, cũng gành rồi, nó rất là ok ha. Nếu mà xài nó khỏi xài vi khuẩn vẫn được các bạn, còn mình muốn cộng thì cộng ha. Ở đây thì mình quản cộng vi khuẩn luôn, tại vì nói về xịt trái không thì nó không có tốn như mình đó, thì mình chịu khó tốn thêm thuốc vi khuẩn đó các bạn, là cho chắc ăn luôn. Ngừa cái bông trái nhỏ ha, quan trọng bông trái nhỏ đợt này thì cho thêm một vài thẻ vi khuẩn nữa để cho nó an tâm. Đối với vi khuẩn thì cái mùa này á, mùa nào nói chung là mùa nào cũng có bị sưa đen kia chứ mọi người, chứ không như hồi đó ha. Được cái là mùa nắng thì nó ít bị thôi, còn mùa mưa thì nó nhiều. Nói chung là mùa nào cũng có dính, thì mình ngừa cho chắc ăn. Tại nhiều khi tiễn trái đẹp thấy vô nhất rồi ha, mà cắt ra sưa đen thì thua đó. Thì mình xài dòng vi khuẩn, thì đối với vi khuẩn thì mình xài này là Santoxin hoặc là Toctan đều được ha, hay là Antiso cũng được đó, vi khuẩn là nó. Rồi còn về thuốc rệp sáp á, mùa nắng hay này có rệp sáp các bạn, hiện tại đang nắng nắng mưa xen kẽ ha, thì mình xài Asen hay là Vichupe, có nhiều loại rệp sáp ha, không phải nhất thiết mà xài mấy loại này, mình có thể thay đổi ha. Rồi về thuốc sâu á thì mình xài thằng thuốc này là chim sâu ha, dạng thuốc sữa ha. Đó. Thì nó là thuốc sữa thì mình xài nó an toàn cho cái mát bông trái ha, hoặc chắc nó cũng như là của thằng que ra thông ha. Rồi về thuốc dưỡng á, thì mình xài cho nó thằng canxi bo ha. Đó cái dòng này thì mình là mình xài nhiều đó, giai đoạn mít nhỏ này nè, mít lớn vẫn được thì xài chung đều được cả hết ha. Rồi cử này thì mình xài 5 loại ha. Rồi về cái liệu dùng các bạn, thì mình dùng một gói Riumin này 100 g ha. Đó mình xài cho nó là 3 bình, 3 bình ha. Cứ gói mình chia ra 3 bình xịt, bình 20 lít ha. Rồi với phẩm thì một bình một thẻ các bạn, thẻ bình. Rồi về thằng thuốc Arsen này cũng là 100 g, thì mình xài chia là 5 bình ha, 5 bình xịt. Rồi về thuốc sâu các bạn, thì mình chia ra cái chai này là được 10 bình các bạn, 200 ml mình chia 10 bình, xịt được 10 bình ha. Còn mà sâu nhiều thì sẽ giật lại 8 bình, có nghĩa là một bình 25C đó, 20 đến 25C ha. Rồi về canxi bo thì mình xịt cho nó bình là 25C. Rồi đúng liều đó ha. Rồi vậy là mình chỉ coi cái vườn của mình xịt bao nhiêu bình thì mình cứ chia đúng liều ha, mình chia ra rồi mình pha mình xịt. Rồi còn về cách pha thuốc các bạn, thì cứ thằng nào thuốc cốm thì mình pha trước ha cho nó tan, rồi tới thuốc bột sau ha, xong tới thuốc nước. Rồi những dạng mà có loại nước ngũ dầu hay là canxi hay là thuốc dưỡng thì mình pha riêng ha, mình quậy nước riêng mình chế vô cái bình xịt này nè. Thì cách pha mình có chia sẻ nhiều rồi ha, về những dòng Rimin hay Anwin hay là lúc mò vi khuẩn thì mình có thể làm pha nước mình vô chung một cái chai ha, để mình lường cống mình sạch được thuốc sâu chung ha, sâu sữa pha chung được. Còn về cái dòng thuốc dưỡng các bạn thì mình pha riêng ha, đúng ra mình có thể pha bơm để cho nó mập cái bông các bạn, nhưng mà hiện tại mình đang còn kích bông ha, tại mình có kích bông rồi thì nó đã dưỡng rồi mình không có xài nữa. Rồi thì hiện tại trong vườn của mình các bạn thì trái nó đủ cỡ ha, đó cỡ này đang kích nó ra cái này có rồi, trái 3-4 ký có luôn nha, đây luôn tơ đó. Thì hôm nay mình cũng đang tiễn và bao lai rai rồi. Rồi còn như cây này thì nó suy nó ra chưa chưa mạnh nha, nó cũng đang nhú từ từ, nhưng mà bông mập bông gió thì
cũng như do dinh dưỡng đủ hay là thiếu thôi ha. Ở ví dụ nó thiếu thì mình bắt đầu mình vô phân tiếp, rồi mình kích nó ra từ từ sau. Thì về cách xịt các bạn thì mình xịt cũng như là mấy cử xịt trái ha, mình có chia sẻ đó, thì cứ xịt vô bông và trái, bông nhỏ trái lớn đều hết ha, cứ xịt đều hết. Thì đây là những cái dòng thuốc mà mình chia sẻ là đều xịt cho trái lớn với nhỏ và bông đều được hết đó. Vườn mình làm trái chuyền là nó đủ cỡ trái nha, cho nên mình pha cái là mình xịt cái một, chứ không có phân biệt là trái lớn trái nhỏ xịt riêng nha. Thì cái thời gian xịt ở vườn bên đây nè các bạn, thì mình xịt là nửa tháng mình xịt một cử ha. Nó cho nên là nói chung là cử nào mình cũng pha vi phẩm hết cho các bạn, và thằng canxi bo ha, tại vì nửa tháng mình mới xịt một lần, thì cái dòng thuốc đó nửa tháng nó đã cây mình hấp thụ hết rồi, cho nên là mình cần phải pha. Còn đối như trường hợp như lúc trước mình xịt ra 7 bữa một lần hoặc là 10 bữa các bạn, thì có cử thì mình cộng canxi bo, có cử thì mình bỏ ha, cộng cử cộng chưa bỏ, bơm cũng vậy. Còn giờ mình xịt lại nửa tháng một lần đó, mình cắt hai cử mít mình xịt một lần ha, cho nên là mình điều cộng, cử nào cũng cộng canxi bo hết. Còn đối với bơm nó tùy theo cái tình hình thời tiết ha. Thì như mùa mưa hay là lúc mình đang kích làm bông các bạn, nó đã dư cái lượng đạm rồi, trái đang phát triển rồi, mình không có cộng ha. Nói chung là mình xem tùy theo tình hình thời tiết và trong vườn của mình ha. Đó, trái mà thí dụ mà nó nắng mà thiếu dinh dưỡng thì mình có thể mình cộng bơm hỗ trợ thêm. Còn thí dụ mà nó đang đủ dinh dưỡng, mình đang làm bông trái dinh dưỡng đã dư rồi thì mình không nên gì thêm dưỡng nữa ha, tại mình mấy nay mình đang kích dưỡng mà nó đã có sẵn rồi, cho nên là cử này mình không có cộng. Đó là những trái này mình kích mấy cử trước nó ra như vậy nè, còn số cây thì nó ra sao thì nó cũng có nhúng gì. Đó, nói chung là không có đều. Đó, cây nào mà đủ lực sung thì nó ra trước ha. Với mấy miếng vườn mà chậm ra các bạn thì nó cũng do tình hình là khi mà mình đang ăn trái á, ăn trái mà lứa đó nhiều á, thì ăn vừa đứt trái xong thì nó cũng chậm ra nữa nha, nó đã hết dinh dưỡng thì đợi nó phục hồi lại rồi nó mới ra từ từ lại. Nó tùy theo vườn ha, vườn nào đứt trái sớm trước á thì nó ra sớm. Tại hiện tại mít đang có giá được điều ha, cho nên là nhà vườn nào cũng để trái ăn truyền truyền hoài luôn đó, cho nên là ai để trái nhiều thì ăn xong thì nó sẽ chậm ra. Thì mình làm trái truyền thì cái vườn mình lúc nào cũng đủ cẩu trái cho ha. Đó, cho nên là nếu mà làm trái truyền thì lúc nào mình cũng pha vi phẩm và canxi bo đều đều, tại nó đủ cẩu trái bự nhỏ đều nhau ha. Thì mình quan trọng là mình kèm vô để ngừa sữa đen mấy cái trái mà nhỏ như vậy ha. Đó, mấy trái nhỏ như vậy nó đang giai đoạn ngừa sữa đen, còn những trái lớn này nó đã qua giai đoạn các bạn, mình chỉ còn là tiễn mà ha, nhìn trái để tiễn thôi, tiễn trúng thì mày lội được, còn chỉ chặt á thì dính sữa đen ha, tới cắt bị dính. Thì không thể nào chính xác 100% ha, mình tiễn tiễn cũng phải còn sót thôi. Đó, vườn mà, nhưng mà mình biết cái khâu phòng ngừa trước và mình tiễn trái trước, cách tiễn trái mình ha. Đó, thì mình giảm nó lội được đâu khoảng là 70-80% rồi. Sau khi mình pha thuốc bệnh với vi khuẩn thuốc sâu cho chung rồi, tiếp sáp rồi các bạn, thì mình vô cái lượng cái chai này nè. Đó, mình lượng tùy theo nước nhiều nước ít ha, mình đông vô, tại này nước nhiều cho nên mình đi tới 2 cốc rưỡi rồi.
Thì về cách xịt này chia sẻ như mọi khi các bạn. Ở đây mình xịt là nó đủ cỡ trái ha. Bông nhỏ, bông mới nhú có ha, là trái. Ở đây mình ngừa là ngừa luôn những cái bông mới nhú ra luôn các bạn. Còn miếng vườn này của các bạn nào mà xịt ra đồng loạt thì nó dễ hơn ha. Đó, mình có thể mình chia ra đủ ruồi riêng ha. Rồi mình ngừa vi phẩm ha. Ngừa vi phẩm seren riêng đó. Nó còn xịt trái chiên như mình đó thì mình phải pha thuốc cho đủ cỡ trái hết. Rồi, thì đó là mình chia sẻ một số cách làm của vườn bên đây ha, cho các bạn xem tham khảo nha. Rồi, thì cũng kết thúc video tại đây các bạn ơi.